Waterfall là màu xanh. EHCA trail là Henry. Mình đang ở đây, mình sẽ đi để ra ngoài đây và mình hết ra đây tại vì mình đi một phần của cái trail này. Chồng với cả hai anh chị bạn đi hiking ở Ancaster. Chỗ này rất là đẹp nha. Những cái trail này là 10 cây số, đi khoảng 2 rưỡi tới 3 tiếng. Xem là mình có last không nha. Canterbury Four Side Trail đúng rồi nè. Chứ còn đi trên này tới gần 2 cây số. Chỗ này xa hơn. Nhưng mà đây là cái four đó bắt đầu. Bây giờ để em coi lại cái hình coi. Lên này mình mới thấy four. Đúng rồi. Along this road, the trail intersects with the road trail on your right, there is a directional sign to Canterbury Falls. Now is the mother complaining about her son. Yeah, unhappy. Bao nhiêu gian khổ cực nhọc để đi kiếm một cái thác giống như Niagara Falls. Em nghĩ là cái này là the little one, and then there's a big one. Thì các bạn đã tới Falls. Nhìn như một cái máng xối. Lan kinh mới chúng mày có xem không? Chưa coi. Trời ơi, toàn cứt chó ở đây thôi. Có chó ở đây. Cứt này cứt gì? Thank you.
được ngã đấy. Ngã thiệt đấy. Đi đâu nào nhỉ? Cái này mà ăn đúng không? Mua nạc trên. Ồ, đây là Sherman Ford rồi. Đi nữa là Tiffany Ford. Yeah. McFlurry, I want Oreo McFlurry. Không, nhưng mà đi lại cái cũ thì nó xa highway.